bán giao nhưng lại cho nợ, rồi còn nói ra những lời dự ngôn xa lạ khiến nhiều người ghê rợn. Những người này là ai? Tại sao họ lại làm như vậy? Theo tìm hiểu thì nghề bán giao chịu là một nghề truyền thống và bí ẩn. Mặc dù những người hiện đại tương đối xa lạ với những người bán giao chịu, thế nhưng thế hệ cũ phần nào nhận thức được rằng có một nhóm người như vậy tồn tại trên thế giới. Những người này thường đi đến các làng mạc và hộ gia đình, mang theo giao làm bếp và những lời tiên tri. Mặc dù là bán giao, nhưng họ không thu tiền ngay, mà chỉ thu tiền sau khi lời tiên tri đã ứng nghiệm. Theo bài báo ở Thần Báo phát hành vào những năm Quang Tự Triều Thanh, từ những năm Hàm Phong đã có những người bán giao chịu. Cho đến ngày nay, người ta vẫn tiếp tục sử dụng những lời tiên tri của những người bán giao chịu để phân tích vận mệnh quốc gia và thế giới. Cuối tháng 6 vừa qua, mạng xã hội tràn ngập sự tò mò với một video kỳ lạ. Tại một vùng hẻo lánh ở Trung Quốc, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, bán giao làm bếp. Ông ta không phải là người bán hàng bình thường, giao chặt xương giá 128 tệ, giao thái giao giá 85 tệ, nếu mua cả hai con giao chỉ tính 200 nhân dân tệ. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là giá giao, mà là lời cam kết đặc biệt, có thể thanh toán sau 3 năm. Người bán giao này có phải chính là hậu duệ của thiên cổ kỳ nhân Quỷ Cốc Tử hay không? Sự xuất hiện của ông không chỉ để bán giao mà còn mang theo những dự đoán bí ẩn. Sau khi giải thích giá cả và cách thanh toán, ông ta tiếp tục đưa ra một lời tiên tri gây sốc. Trong 3 năm nữa, nếu giá thịt lợn không tăng lên đến 40 tệ một cân và giá gạo không tăng đến 6 tệ một cân, tôi sẽ không đến thu tiền. Mua giao bây giờ chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ nhà, đến thời hạn tôi sẽ tự khắc đến thu tiền. Vậy những lời tiên tri này đã ứng nghiệm hay chưa? Chúng ta cùng xem kết quả nhé! Trời đất bao la luôn chứa đựng những con người có khả năng thần kỳ, những người có thể thấy trước được sự phát triển của sự vật và hiện tượng. Trong lịch sử đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng với khả năng tiên tri như tiên sinh Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Những người này được biết đến rộng rãi vì họ đã lộ diện và để lại dấu ấn. Tuy nhiên, có rất nhiều cao nhân vẫn chọn cách ẩn mình và truyền nhân của Quỷ Cốc Tử chính là một trong số đó. Dân gian truyền tay nhau rằng những người bán giao nợ đều là truyền nhân của thiên cổ kỳ nhân Quỷ Cốc Tử. Trước mỗi sự kiện lớn xảy ra, họ xuất hiện dưới hình thức bán giao nợ nhằm cảnh báo thế nhân về những biến cố sắp đến. Những người này thường đi vào các bản làng, mang theo gánh đồ chứa những loại dao kéo như kìm, kéo, dao. Khi gánh đi, họ thường lấy vải đen quây kín, rất ít người biết được bên trong gánh đồ là thứ gì. Phương thức giao dịch của họ cũng rất đặc biệt. Sau khi đưa giao cho người mua, họ sẽ ghi tên và địa chỉ người mua vào một cuốn sổ, không thu tiền ngay mà để lại những lời tiên đoán. Đến khi những lời nói đó thành sự thật, thì họ mới đến thu tiền. Những nhân vật bí ẩn này đã từng xuất hiện vào thời nhà Tống, nhà Thanh và những dự ngôn của họ đều ứng nghiệm rất chính xác. Hồ Nam Trung Quốc đang kêu cứu trong hoảng loạn, hàng nghìn người phải sơ tán gấp. Cuối tháng 6, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, bán những con dao lạ với điều kiện thanh toán sau 3 năm. Ngay sau đó, thảm họa không ngờ đã ập đến. Ngày 1 tháng 7, thủ phủ tỉnh Hồ Nam và Nhạc Xương tỉnh Hồ Nam phải hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy trong 70 năm qua. Nước dâng cao tới 3 mét, các hồ chứa tràn bờ, thảm họa lan rộng khắp nơi, lở đất, nhà cửa sụp đổ, người mất tích. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu cứu, các chủ đề liên quan đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Sông Bình Giang ở Hồ Nam đạt mức nước cao nhất kể từ năm 1954, một nửa huyện Bình Giang chìm trong biển nước. Ngày 3 tháng 7, một video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh tượng kinh hoàng, người dân bị dòng lũ cuốn trôi, hơn 240.000 người ở An Huy phải sơ tán khẩn cấp. Trong video, có người bị dòng chảy xiết cuốn đi, có người bồng bềnh trên mặt nước bị sóng lớn ập tới rồi biến mất không dấu vết. Tiếng kêu gào thất thanh vang vọng, khung cảnh thật thê thảm. Một video khác được cho là quay vào ngày 4 tháng 7 tại Trường Sa, cho thấy lượng mưa trong một giờ tương đương 54 tấn nước, đường sắt trở thành bến tàu, tàu điện ngầm và xe lửa tạm dừng hoạt động. Huyện Bình Giang ở Nhạc Dương cũng phải gặp tình trạng lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nước sông Mịch La dâng cao nhất kể từ năm 1954, ngập một nửa khu đô thị mới Bình Giang và 1/3 khu đô thị cũ. Lũ quét làm 4 người chết và 1 người mất tích liên lạc ở Hoài Hứa. Hiện tại không có báo cáo chi tiết chính thức từ chính quyền về lũ lụt ở Hồ Nam, dữ liệu thường vòng chính thức thường bị nghi ngờ. Lượng mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã dẫn đến thảm họa chết người, lũ quét khiến 5 người thiệt mạng ở Hồ Nam, lở đất khiến 8 người thiệt mạng tại Quảng Đông.
truyền nhân của Quỷ Cốc Tử lại tái xuất. Vào tháng 2 năm 2019, trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, một người đàn ông trung niên bán giao nợ đã xuất hiện tại một ngôi làng dưới chân dãy Đại Biệt Sơn ở Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Ông nói, khi các hộ gia đình ở đây tự cách ly tại nhà, không được ra ngoài, không được đi lại, tôi sẽ đến lấy tiền. Dân làng thấy kỳ quái, nhưng hơn một năm sau, họ mới nhận ra người bán giao nợ đó không phải là người bình thường. Trước trận lũ nghiêm trọng ở Hà Nam vào tháng 7 năm 2021, vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, một người bán giao nợ xuất hiện ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Ông nói hai con dao làm bếp có giá 138 nhân dân tệ, nhưng sẽ không tính tiền cho đến năm sau. Người dân giải thích rằng người bán dao đó ngụ ý, nếu sang năm còn sống thì hãy gửi tiền. Sau trận lũ lụt vào tháng 7 năm sau, nhiều người nhận ra rằng người bán dao đó đã đoán trước được biến cố thảm họa này. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2021, trên Internet lan truyền thông tin rằng một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam đã gặp một người bán dao chịu trên đường. Người đó nói với anh ta rằng vào tháng 8 năm 2022 sẽ có tuyết rơi dày đặc. Lúc đó ông sẽ đến thu tiền, nếu không có tuyết thì không lấy tiền. Ngoài ra, ông ta còn tiên đoán rằng vào tháng 10 sẽ có đại sự xảy ra. Người bán dao chịu cho biết nếu cả hai điều này xảy ra vào năm 2022, ông sẽ quay lại nhận tiền. Tuy nhiên, ông không nói rõ điều gì sẽ xảy ra. Người đàn ông gặp người bán dao chịu kể rằng ông đã không gặp người bán dao chịu này mấy chục năm rồi. Ông cũng cho biết ông đã gặp người bán dao chịu này vào đầu những năm 1980. Nhưng giờ đây, những người bán dao chịu không còn gánh hàng nữa mà đi xe máy. Theo thông tin được biết, quê quán của người đàn ông gặp người bán dao chịu đó là ở rìa núi Đại Biệt, phía bắc Hồ Bắc, gần ranh giới huyện Hồng An và huyện Tân Hà Nam. Đầu tháng 11 năm 2022, trên con phố tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một nam thanh niên bất ngờ gặp một người bán giao nợ. Người đàn ông này mặc chiếc áo vải cũ kỹ, vẻ ngoài trầm mặc và bí ẩn. Ông ta chủ động giới thiệu hai con dao trên tay, một con giá 50 tệ, một con giá 90 tệ. Điều kỳ lạ là ông không yêu cầu thanh niên thanh toán tiền ngay, chỉ cần viết một tờ giấy nợ là đủ. Trước khi rời đi, ông ta nhìn thẳng vào mắt chàng thanh niên và nói, khi giá gạo tăng lên 80 nhân dân tệ và giá ngô tăng lên 50 nhân dân tệ, lúc đó tôi sẽ đến nhà cậu để lấy tiền. Đây là một cảnh tượng chân thật được quay lại tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vâng, mọi người không nhìn lầm đâu, đó là những gì đang xảy ra ở đại lục. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn giả vờ câm điếc về trận lũ lụt thảm khốc này và hiếm khi đưa tin về nó. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết đó chỉ là khởi đầu. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, một thị trấn nhỏ ở huyện An Đức, tỉnh Quảng Đông đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong lũ, dường như không còn con người sinh sống. Thanh Viễn, Ánh Đức và Thiều Quang là những địa phương đang hứng chịu thiên tai nặng nề. Tuy nhiên, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm, hàng triệu người ở Quảng Đông đang có nguy cơ bị cơn lũ nuốt chửng. Thời gian gần đây, miền Nam Trung Quốc đang gặp phải thời tiết cực đoan như mưa lớn, mưa đá gây ra tình trạng nguy hiểm ở nhiều nơi. Vào ngày 20 tháng 4, 32 trạm thủy văn ở tỉnh Quảng Đông đã vượt mức cảnh báo. Một số con sông đã có dòng chảy cực đại 50 năm mới xuất hiện một lần. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Trung Quốc trong vài tuần qua. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và gió mạnh trong nhiều ngày. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã ban hành thông báo khẩn cấp. Các con sông, đường thủy và hồ chứa lớn của tỉnh Quảng Đông đều đang có nguy cơ gây ra lũ lụt nguy hiểm, buộc chính quyền địa phương phải lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cho hơn 127 triệu con người. Bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 20 tháng 4, các thành phố như Triệu Khánh, Thiểu Quang, Thanh Viễn và Giang Môn ở miền Trung và miền Bắc Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 4, các nhánh sông Bắc Giang đã có dòng chảy cực đại. Tính đến 12 giờ 48 phút giờ địa phương ngày 20 tháng 4, có đến 105 chuyến bay tại sân bay Bạch Vân Quảng Châu bị hoãn hơn 1 giờ. Mức ứng phó khẩn cấp được nâng lên màu cam. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô bị nhấn chìm hoàn toàn trong lũ ở Triệu Khánh. Một người dùng viết trên Weibo, xin hãy nhìn vào huyện Hoài Tập ở Triệu Khánh, nơi đó đã trở thành một thị trấn nước, mất điện và không có tín hiệu. Người già và trẻ em ở nông thôn cũng không biết phải làm sao. Một người dùng khác quay video cho biết, đêm qua trên đường cao tốc trở về nhà, trời mưa như thác nước suốt 1 tiếng rưỡi nên không thể nhìn rõ đường. Thanh Viễn và Thiều Quang ở Quảng Đông cũng đang đình chỉ giao thông tàu thuyền trên nhiều con sông. Cục Hàng hải cũng đã điều động lực lượng túc trực và phối hợp với các tàu kéo khẩn cấp cùng tàu cứu hộ. Lũ lụt ở một số thành phố ở đồng bằng sông Châu Giang đang làm dấy lên lo ngại về khả năng chống chọi với lũ lụt do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực này. Theo truyền thông nhà nước, gần 20.000 người đã được sơ tán khỏi Thanh Viễn. Một số cơ sở điện ở Triệu Khánh bị hư hại gây mất điện ở một số nơi.
giới chức Thành Viễn cũng tuyên bố đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Quan chức tỉnh Quảng Đông kêu gọi các ban ngành liên quan của thành phố kích hoạt những kế hoạch khẩn cấp đối với thiên tai, đồng thời phân bố kịp thời quỹ và vật liệu cứu trợ thiên tai nhằm đảm bảo những người bị ảnh hưởng có lương thực, quần áo, nước uống và nơi ở. Chưa hết, ngày 21 tháng 4, tháp truyền hình Quảng Châu còn bị sét đánh liên tục 6 lần trong một giờ, tiếp tục đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ 19 đến 20 giờ ngày 20 tháng 4, tháp Quảng Châu thường xuyên bị sét đánh trúng. Hệ thống chụp ảnh đã ghi lại được hình ảnh quang học của sét. Thành phố Quảng Châu đã nâng cấp thông báo ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng bão và gió mạnh. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, một số chuyến tàu tốc độ bình thường đi qua đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu-Kinh Cửu đã tiếp tục bị tạm dừng hoạt động. Hiện nay, Nam Trung Quốc đang chìm trong lũ lụt, hoa màu và lương thực bị hủy hoại. Người dân bắt đầu lo lắng về giá cả thực phẩm cơ bản, lo sợ rằng ngay cả cơm cũng không đủ để ăn. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, một người bán rau nợ khác đã xuất hiện và để lại một lời dự đoán đầy ẩn ý. Hệ thống sụp đổ, con tàu đỏ chìm, kẻ xấu bị tiêu diệt, người tốt hàm oan được cứu thì tôi sẽ đến thu tiền. Lời tiên tri này như một lời cảnh báo và sự giải đáp của nó vẫn còn là một ẩn số mà chúng tôi sẽ để lại cho quý khán thính giả tự mình khám phá. Hiện nay Trung Quốc đang trải qua những hiện tượng thời tiết bất thường, lũ lụt ở miền Nam, hạn hán ở miền Bắc. Người dân oán thán rằng lũ lụt phần lớn là do chính quyền xả lũ mà không báo trước, gây ra nhiều cái chết thương tâm. Nhưng những thông tin này bị cơ quan kiểm duyệt chặn lại. Thêm vào đó, sấm sét và động đất xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi, cùng với các cuộc biểu tình và hành vi trả thù xã hội xuất hiện liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp và thảm họa tài chính gia tăng, các ngành công nghiệp lâm vào suy thoái, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn khiến cư dân mạng ví như đang sống trong cảnh tận thế. Đại dịch Vũ Hán kể từ năm 2020 đã cướp đi vô số sinh mạng. Các lò hỏa táng trên khắp Trung Quốc luôn trong tình trạng quá tải, thậm chí có nơi phải thuê kho đông lạnh để giữ thi thể. Số liệu về người thiệt mạng ít ỏi theo báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn gây nghi ngờ, cho rằng chính quyền đang che giấu dịch bệnh bằng cách hạn chế công bố số liệu thực tế về COVID-19. Dịch bệnh vẫn còn rất nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang chú ý đến biến thể KB2 xuất hiện vào tháng 3 năm nay ở Quảng Đông. Hiện nay, việc người dân chết đột ngột trên đường phố trở thành chuyện thường xuyên xảy ra. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những người bán giao nợ với những lời tiên tri kỳ bí càng làm tăng thêm sự lo lắng và hoang mang của người dân. Phải chăng những lời tiên tri này là dấu hiệu cho những biến cố lớn lao sắp đến, hay chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chỉ thời gian mới có thể trả lời được những câu hỏi đầy bí ẩn này. Những truyền thuyết về người bán giao nợ, những lời tiên tri bí ẩn và những biến cố kỳ lạ liên tục xảy ra khiến người ta không thể không tự hỏi. Phải chăng có một sự liên kết huyền bí nào đó giữa họ và những thảm họa không ngừng ập đến? Sự thật chỉ có thể được hé lộ khi thời gian trôi qua và những lời tiên tri ứng nghiệm.